đáng yêu, rất lịch sự, quá dễ thương luôn. Anh là một con người rất là dễ thương, hòa đồng, thì anh không có muốn ai buồn hết. Mình có một điểm yếu đó là về ngoại hình thì mình nghĩ chắc mình cũng có thể không gây được ấn tượng nhiều với lại anh chàng độc thân, nhưng mà không ngờ rằng bài hát của mình đã gây ấn tượng được với anh. Bây giờ bạn chia sẻ là đánh giá của bạn là bao nhiêu? Em chấm anh 10 điểm. Wow. Rất là giống như cái người mà mình nghĩ. Những gì Tuyền thấy ở trong cái buổi tiệc hôm nay đó, bản thân Tuyền bị cảm thấy các bạn bị quá lố, cố ý là gây cái sự chú ý từ anh Trung bằng mọi cách. Em xin lỗi nhưng mà hơi quá 5 phút rồi, em có thể mượn anh ý được không? Vì anh nghĩ là trong 24 cô gái thì ai cũng sẽ muốn được tạo bất ngờ và ai cũng sẽ là người muốn ích kỷ cả. Và Phương Thảo cũng không phải là người ngoại lệ. Ok, thì em có thể mời anh qua đấy nhé. Mình không thích nhất là bạn Kim Ngân, vì là trong quá trình đang nói chuyện với anh ấy thì Kim Ngân cứ đứng nhìn và tỏ thái độ. Khi mà anh mời Ngân riêng qua một cái chỗ khác với tất cả những cô gái khác thì đó là đã là một cái điều đặc biệt, đã chứng tỏ là anh dành cho Ngân một cái tình cảm đặc biệt hơn những người khác. Như rất là bực tức bởi vì anh chàng đã cho Như đợi rất là lâu, và bên cạnh đó anh chàng dành quá nhiều sự chú ý cho những cô gái khác mà quên đi những cô gái còn lại. The Bachelor Việt Nam.